Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính hãng của Jimmy. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới. Và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm. Hôm nay mình có một cái kèo lướt dành cho anh em đây, một chiếc LV Olympinus Sportmaster. Đây là một cái chiếc handmade theo cái dáng của Rolex và tình trạng của nó coi như sau. Đây là một chiếc khách của mình mua hồi tháng 3, tháng 4 gì đấy. Có mấy tháng thôi và bây giờ muốn lên đời. Tình trạng thì nó sẽ rất là mới luôn, 99,5% và chúng ta sẽ còn cả mắt dư. Thì tay bằng này hơi to chút xíu thì chúng ta sẽ còn 3 mắt dư ở đây. Mắt đầy đủ luôn nha, không có mất cái mắt nào luôn. Sổ nè, coi như là full box đi. Rồi chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm tại Jimmy luôn. Đây là một chiếc Sportmaster Olympinus với phiên bản mặt màu xanh lá cây. Xanh lục bảo này thì nó sẽ phù hợp với anh em nào mạng quả hoặc là mạng mộc, là cái màu xanh này rất là phù hợp nha. Chiếc này chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất đẹp, hơn mấy từ dáng của Rolex. Dáng từ bộ dây thì nó sẽ rất là giống của Rolex. Và một số anh em thì có một cái khái niệm nhầm lẫn về cái handmade, tức là một cái mẫu sản phẩm mà hãng đó đã độc quyền khoảng 99 năm thì sau đó tất cả các hãng khác được quyền sử dụng lại luôn. Cho nên là anh em sẽ thấy là những cái mẫu sản phẩm đồng hồ sau này nó có nét hao hao giống những cái mẫu nổi tiếng. Thì cái cách làm đó không phải là kiểu hàng nhái, tại vì đây là logo Olympinus nè, Sportmaster, và nó sẽ có một những cái khác biệt như là logo hoặc là những cái vị trí khác như kim cọc, kích thước hoặc là những một vài điểm khác, chứ không thể nào giống 100% nha. Thì cách đó thì người ta không gọi là hàng nhái, mà đây là hàng handmade cái dáng lại. Còn chiếc này nó sử dụng cái bộ máy của Nhật Bản, là bộ máy đồng hồ của Seiko Sportmaster nè. Ở phía trên logo thì anh em sẽ thấy là mình chỉ có dùng chữ Olympinus Sportmaster. Cái máy này nó có 3 kim 1 lịch và nó sử dụng cái bộ máy NH35 của Seiko. Đó, bộ máy đó là cái bộ máy mà mình sử dụng trên những chiếc Seiko Mod bên mình làm á. Máy này thì là một cái bộ máy tầm trung của Seiko, rất là bền bỉ, bảo dưỡng cũng rất dễ. Chi phí bảo dưỡng thấp nè, máy hoạt động ổn định, nạp code nhanh theo cơ cấu càng cua. Và chúng ta chỉ cần lên code 5-7 dòng là đeo thôi, thì auto nó sẽ nạp thêm. Đó. Rồi nhiều anh em nói là bộ dây này nó như thế này là nó nhão, là không phải nha. Thì chưa đến nỗi nhão đâu, nó phải có một cái độ lỏng, một độ rơ như thế này, một cái khoảng cách như thế này để các mắt dây nó không có ma sát với nhau khi mà co giãn và nó sẽ không mòn. Nói câu chuyện nào nó tuột xuống luôn, nó bẻ gãy luôn thì mới là nhão nha. Dây này vẫn còn rất là mới. Cái bộ dây cấu trúc nó như thế này thì nó phải hở hở như vậy đó. Đó là thiết kế đặc thù của nó rồi, dây Jubilee theo kiểu Rolex. Chúng ta sẽ có được 11 cọc số được đính đá và cái phần đá này rất là sáng, đá thời trang Swarovski. Và các bằng thép thì nó sẽ là thép công rỉ, logo B phía trên, 3 kim 1 lịch, một hai đầu kim thì được vác cạnh phần đầu. Có một cái ổ kính lúp ở trên cái mặt kính sapphire này để chúng ta dễ dàng xem cái lịch ngày hơn. Phía dưới là dòng chữ OB sapphire chống nước nè, automatic, và dòng chữ Japan Movement. Đó. Kính sapphire dán thể thao sport nè, bên thân thì họ đánh xử lý bóng, logo trên phần núm vàng. Dây Jubilee. Đây là một chiếc đã qua sử dụng nha, kèo lướt, siêu lướt luôn. Mình sẽ lia cho anh em xem. Những cái vết xước nhỏ thì không tránh được rồi, còn hầu như là không trầy xước cấn mớp gì hết. Rất là mới, mua hôm mới có mấy tháng thôi. Nay tháng 9 là mua hồi tháng 3, tháng 4 gì đó. Còn khoảng 5 tháng thôi, chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền để sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Đó, khóa sẽ là khóa gập một bên nè, anh em bật xuống rất là dễ dàng. Ở nắp lưng thì chiếc này nó sẽ thiết kế một cái lắp dạng ren xoay và nắp kính nha. Nắp này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Olympinus nè, Sapphire, rồi mã sản phẩm 8932AG 423, máy của Nhật, rồi chống nước của chiếc này là 3 ATM, trừ hao 3 ATM thôi, chứ cái núm vặn cổ chai như thế này thì nó chống nước cao hơn nha anh em. Đi mưa rửa tay ok, anh em đừng xông hơi, đừng ngâm nước, đừng tắm, lơi lội là ok nha. Thao tác chỉnh thì cứ xả cái nút ra, nó giống như cái nút chai vậy, xả ra trước, sau đó chúng ta kéo một nấc.
thì anh em sẽ chỉnh được cái lịch ngày, và kéo hai nấc thì chúng ta chỉnh được giờ. Xong rồi chúng ta ấn lại, rất là dễ dàng. Khi mà khóa thì mình vừa nhấn vô, vừa dặn lên để bắt vô răng, và chúng ta chỉ cần vặn vừa tay thôi, không cần dặn nhiều đâu, thì nó sẽ khít lại và nó sẽ chống nước tốt hơn. Chiếc này có phủ lum ở kim giờ kim phút một phần thôi để hỗ trợ anh em xem giờ dễ hơn khi mà chúng ta vào những khu vực tối á, cho nên là nó cũng không có sáng lắm đâu, tương đối thôi, tại vì đây là chỉ có kim giờ và kim phút. Còn 12 cọc số của nó thì không có phủ lum. Để mình coi thử coi, cũng ok đó. Đây nè, lum cũng tương đối nha. Thì đối với những kèo lướt như thế này thì chắc chắn là anh em sẽ được tiết kiệm rất là nhiều tiền, và chúng ta được bảo hành 1 năm. Sản phẩm thì chắc chắn là chính hãng rồi, bên mình bán ra luôn cam kết hàng chính hãng cho anh em, kèm cái theo cái thẻ bảo hành và thẻ cam kết nha. Size thiết kế của chiếc này thì anh em rất là quen thuộc, nhưng mà mình sẽ đo lại cho anh em luôn. Size khoảng 40 thôi. Chúng ta có một cái size tầm 40 rất là dễ đeo. Bề dày của nó sẽ là 11.6, và một chiếc đồng hồ dáng thể thao càng ngang, lắc cục 48.5 thôi. Cho nên là anh em cứ cố tay từ 15.7 trở lên là đeo ok. Và nếu càng to thì cái bộ dây chúng ta nó phủ ra ngoài lại càng đẹp. Jimmy sẽ lên tay thử nha. Khóa luôn nè. Đó, một chiếc dáng Rolex rất là đẹp. Bộ dây Jubilee 5 chỉ, 3, 2 chỉ to phía ngoài, 3 chỉ giữa móc xích với nhau, càng ngang. Đó, anh em cổ tay to thì nó dây nó sẽ phủ ôm như thế này, cổ tay nhỏ hơn chút xíu thì nó sẽ cập xuống chút. Rất là đẹp luôn. Tất cả những chiếc đồng hồ hàng lướt mình rồi, hầu như là đăng lên là chừng vài phút là có người chốt liền. Cho nên là anh em nào xem được video thì chúng ta thích thì inbox cho mình ngay. Hoặc là anh em nên đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình có những video mới, và chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ những video nào. Thậm chí những video mới, những cái hàng new á, mình đều có chương trình flash sale 2 ngày đầu, giá rất là tốt. Nếu chúng ta xem được video đầu tiên và mình thích, mình chốt ngay thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền nha. Khi mua hàng thì chiếc này mình sẽ bảo hành 1 năm và mình sẽ gửi kèm một cái phiếu bảo hành cam kết cho anh em nè, 100% authentic, đền gấp 10 lần, bao xài 7 ngày đầu, hỗ trợ cả thẻ trả góp nữa. Và chiếc này mình sẽ bảo hành 1 năm đối với hàng đã qua sử dụng nha. Hậu máy bảo hành trọn đời và miễn phí ship. Hậu máy bảo hành là mình sẽ hỗ trợ anh em xong trong suốt thời gian anh em sử dụng chiếc đồng hồ luôn, hỗ trợ phí thợ nha. Đó, hỗ trợ thợ cho anh em trong hết bảo hành thì mình hỗ trợ thợ để cái chi phí cho anh em sẽ thấp nhất. Và chúng ta nên định kỳ bảo dưỡng đồng hồ lao dầu khoảng chừng 3-4 năm một lần đối với đồng hồ sử dụng máy Seiko. Và còn đối với những dòng khác nạp có một chiều như là Miyota hoặc là Thụy Sĩ thì anh em cứ 4-5 năm chúng ta lao dầu một lần là ok nha. Lao dầu để máy trơn tru hơn và chúng ta loại bỏ những cái cặn bẩn ba dớ rồi trong quá trình sử dụng, thì dầu nhớt nó sẽ sinh ra những cái đó. Và chúng ta lao trơn tru thì sai số cũng thấp hơn nữa, canh lại và làm lại cả phần ron nước. Sau nhiều năm sử dụng thì cái ron nó chắc chắn nó sẽ bị hao mòn theo thời gian. Nhiệt độ nè, rồi non ron ở núm vặn khi chúng ta vặn lên vặn xuống quá nhiều, rồi nhiệt độ làm những cái ron nóng chảy. Đó thì mình lao dầu bảo dưỡng và mình thay cả ron mới thì nó sẽ tốt hơn và chống nước tốt hơn nữa. Mỗi chiếc đồng hồ đều có một cái mức chống nước khác nhau tùy theo cái cách thiết kế, cái mẫu thiết kế đó, chứ không phải là chống nước cao là mất tiền nha. Đó là một cái cách hiểu bị sai. Và anh em thấy là những chiếc đồng hồ Orange Marco lặn có thể đi lặn luôn, chỉ có khoảng chừng 5-7 triệu, như những chiếc Longines 20-30 triệu bằng chống nước 3 ATM thôi. Đó là bình thường. Rồi, cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Nhớ bấm like video giùm mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.